gái nè. Mày ổ luôn. Ổ hả? Ổ. Gớt. Anh em nha, hôm nay mình lên Vĩnh Long, hôm nay là Vũng Liêm phải không Phạm? Trương à, thì mình có giao lưu với bạn Trương, Trương Phạm nè, và fan của mình nha anh em. Thì hôm nay thì Soka có đi giao lưu, sớm giờ hai anh em mình đi vòng, giờ Soka mới quay giới thiệu. Thì hôm nay hai anh em mình đi, Soka bắn cái này, Trương Phạm bắn cây UFO hả? UFO. Thì hôm nay hai anh em mình đi vòng bắn cua anh em ơi, chứ đi bắn cò xa quá Soka bắn không được. Soka hôm nay bắn khổ là cổ thung là 10, 16, 250. Thì giờ Trương Phạm đang chạy dẫn Soka về nhà, rồi có gì Soka sẽ quay cho anh em coi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Đúng. Chết rồi. Ngay đầu. Ừ, ngay đầu. Chết mẹ rồi, xong. Gỡ con, gỡ cả nhà nó say, nhà nó say nó bỏ. Máng đâu rồi? Ngay đầu rồi. Ai gớt mỏ luôn kìa. Còn che không anh em ơi. Luôn ha. Ừ. Cho nó rớt xuống mấy ngày mỏ đó. Rồi xong rồi. Con đầu tiên của anh em. Rồi. Rồi. Sức mỏ. Hay quá. Trời ơi, nghe bắn cục giò nữa. Ừ. Được rồi, con đầu tiên, con bạch rồi. Nó quay em đó Phạm ơi. Quay quay ước định anh bắn mấy chúng. Quay lại đây ba. Đứng vậy sao? Há hay dữ vậy trời. Sao vô Trương? Trương hay quý. Có xin vô được Trương ơi. Em vô hay anh? Dạ. Xin nó con lùm chim. Ghê trời. Con thứ hai Trương hạ nghe anh em. Dạ. Nó nằm chỗ cái đọt cây măng cục nè. Hay với ta. Nè bắn cái đó chết tốt luôn ha. Ủ không? Ủ nu luôn kìa. Rồi, ngon lành, được con nữa anh em ơi. Trời ơi, bắn đi bắn lại đi, xa mà. Còn nữa không? Được em, được con nữa. Thôi đúng. Ê! Chó nó ra lụm cu của mình kìa. À, anh sợ chó anh dám vô. Để thủ cho anh thủ cho. À, Trương lụm anh em ơi. Soka sợ chó anh em ơi. Ê nó qua bên lộ kìa Trương ơi. Đừng con nó ha. Ây da. Ngang cổ. Đừng con nữa anh em ơi. Cái gái này nè Trương. Ủa sao nãy bắn lạng lên không trời. Ủa đang thấp quá hay sao? Ừ. Này còn đi Trương à. Thôi để cho nó tươi đi ha. Ừ. Chừng bay mất á em nhổ luôn đùi luôn cánh nó đi. À không. Đi. Rất còn. Rồi, hàng gạo nữa Trương ơi. Hàng gạo hả? Gạo. Còn kia đâu rồi? Chết mẹ, hàng gạo thôi vô Trương. Nãy còn con nhãn qua đó, còn con bay. Còn con đây vậy nè. Con bay chưa? Leo được không ta? Cứ còn em ơi. Chưa, con này gần hơn nè. Rớt em nè. Lặn. Thấy.
hai em. Rồi sao quá? Ý. Đang có cậu. Được hai thằng. Này vô rồi. Con kia rớt đâu đi? Con kia đâu? Đây nè. Con này còn sống, con này bắn gãy cánh, xiên. Hả? Thì bắn gãy bẻ cánh trong rồi nè. Còn kia? Đó. Một con. Chạy gì vậy? Đây con anh em. Gặp chưa? Con nó bị gãy cánh trong thì nó rớt thẳng xuống mà nó bay đâu được. Con này thì giữa sọ. Được hai con nữa. Nay đi với Trường Phạm thấy êm rồi. Phanh ruột đó. Con này thì rớt não qua luôn. Nè. Rồi. Ừ. Xuống đó lụm đi, anh leo ra. Rớt con này nè mày. Xin được không? Má sao anh ngại vô này. Phá gì đâu. Được một em nữa. Rớt luôn không? Nghe một chiều. Rồi. Mình cũng không phá gì đâu, mình có cái gai đỏ lắm, anh có mình gì đó. Nhưng mà hơi ngại thôi. Trời ngay ức luôn. Đừng có em nữa, có con bên kia. Trời đụng mấy, lá cù nhiều dữ trời. Trời cái kìa. Có đâu. Đó, thấy không? Nó xa quá đó. Kìa, là lá chuối ba con kìa. Rớt con này. Rớt. Trời ơi, ngay luôn mà sao đạn ăn dưới gì vậy? Ừ, bốn con luôn. Rồi đi luôn em ơi. Bốn em luôn thấy không? Đạn ngay mà ăn dưới. Nó quay lứt. Cao thủ chi giang á. Còn con nữa chứ Phạm ơi. Rồi đi luôn Phạm ơi. Ê, con nó Phạm ơi, chắc nó Phạm ơi. Rồi. Cái này ước định là nó nè. Nó nè. Gì là gãy cánh đó Phạm ơi. Ê, chạy, còn sống. Lụm nó liền. Không ai mở này. Rồi, chắc phải mắc quá. Quên kia chết mẹ nó tiêu vậy. Chưa quay, camera chưa quay. Gần, em để trên đầu nữa. Ủa? Em bắn trên đầu nữa. Bắn ở trên ra nhiêu nè. Không, mày không thấy đạn em đâu luôn á. Đạn em ăn dưới. Chuyện vô tay nghe Phạm. Em đang YouTube fan này chắc em xỉu luôn. Thấy không? Phone của anh là nó không được. Ủa? Sao viên đạn em đi kỳ vậy? Không, viên phone của anh nó giặt vô trong cái củi không à. Dạ. Ủa? Má này nó bảo rồi. Hay ổ luôn. Ổ hả? Ổ. Không phải nó nằm sao. Không. Không. Không phải, hai con. Thì bọn chết rồi. Nghe nổ quập rồi bọn chết. Rớt. Á, kinh gì trời. Rồi sao qua cha. Rớt ở đâu mà thấy chưa? Thấy, em biết chỗ đó mà. Ở dưới nè kìa, ở dưới con hơn. Lấm mất á. Rớt con. Mắt đó, mắt đó, Trương.
chưa, nó gãy cánh nè, cái lụm đó được chưa, đừng còn này mày, còn có bay đây luôn rồi, qua đông cánh nó hết, bắn trúng đầu à, sớt cánh, ừ, muốn nằm ngang sớt cánh. Má ăn lông nữa rồi. Ôi, bắn trúng chùm lông hay vậy trời. Má đi luôn rồi. À, sớm giờ mấy bao nhiêu con rồi? À, sớm giờ bao nhiêu con luôn đó chứ? Dậu đứt luôn rồi, hết cả rồi, hết cả rồi. Má, canh kỹ là đụm rồi. Cơ nguyên ngất luôn, bắn lông hoài. Hôm nay cũng ăn lông mà. Rớt. Ừ, một em nấu nó lạnh đây. Ừ, full mà. Lại một được một em anh em ơi. Ba cũng còn, mấy cũng còn. Ngay cánh nè, bội đó Phạm. Rớt. Cái này mới ngay đầu nè. Anh bắn gãy cánh. Má bồi ghê cha. Bồi còn ngay đầu không gì. Đừng con nữa anh em. Má đi nữa rồi. Được rồi, dừng lại. Xiên lá luôn nè Trưng ơi. Rớt. Má ngồi xe bắn luôn nè. Gái nè, gái nè, kìa, chơi nó chỗ cũ kìa. Nhảy lên trên nữa, quất. Nhảy nè, nhảy nè. Thôi đừng là vô. Không. Trường bắn con cù nè anh em ơi. Quất. Rớt. Trời ơi. Ê, bị thương rồi kìa. Rớt lông anh em. Rớt lông nè. Trời ơi, mày ăn rớt lông luôn kìa. Hai con cụ. Rớt. À, trời trời, lông trắng hết trơn. Rồi qua luôn rồi. Còn kia đâu? Kia ba mất tiêu luôn rồi. Con đổ lông trắng trên trời nè. Trường bắn rớt con này mày. Con bự lắm nè. Không được đâu. Cái kẻ này nhỏ lắm đúng không? Nè nè, nó nằm trên con kẻ nè. Nó cái đầu nè, trong buồng nướng nè. Tí xíu à. Rồi, hụt luôn. Ê, nó lội ra, nó lội ra, nó lội ra. Nó lên kìa, lên kìa. Đó, đưa lưng đó, đưa lưng đó. Rồi. Chưa. Chưa. Cái mà bèn. Phải rồi, cái đường kẻ mà bắn. Ôi. Á, lỗ nhỏ quá, lỗi chết mẹ rồi, hồi sao ra. Cái cây khiều nữa. Nó dính một bè, nó có kẻ xíu à. Kẻ nhỏ xíu à. Sao mà mọi người ơi. À, quá trình hai anh em đi một buổi trưa, buổi sáng thì về. Giờ là hai anh em mình chuẩn bị nhổ lông để nó sình hết rồi ở đây chơi. Đây anh em nhìn kìa, vườn cây của bạn Trương. Điểm 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 đi bao nhiêu con chưa? Ít lắm em ơi. À, tổng cộng là 14 con nè. Thì hôm nay Soka lại bắn cái khẩu dây là 10, 16 và 250. Đó. Tổng cộng hôm nay bắn sảy nhiều lắm. Được 10, 14 con. Thấy im rồi.
Giờ mấy anh em mình nhổ lông anh em ơi. Hiện tại thì sầu ca với bạn Trương nhổ lông xong rồi mọi người. Đó, giờ anh em mình thui. Thui xong rồi mình đi ra ngoài kia. Nhà ngoài kia, nhà mẹ của bạn Trương. Đấy. Quá trời chim luôn. Giờ mình thui cho nó quéo hả? Không sao đâu, giờ mình rửa mình xà chà xong rồi đâu có khét đâu sợ. Rồi quơ lại cái đi, này vô mánh anh em ơi, chừng nó khét á. Cái đen hết rồi nhưng mà được mười mấy con được rồi anh em ơi. Rồi vô nhà bạn Trương, mẹ bạn Trương bẻ bưởi đẩy nè. Quá trời to luôn em. Sướng. Thôi khỏi, bỏ bịch đi. Giờ hai anh em mình túm vô bịch rồi, anh em mình đi về ngoài bắn vào dài về đó anh em ơi. Rồi có gì thì anh em đăng ký clip anh em. Nhớ ủng hộ kênh. Share và like gì đó. Thì anh em mà có mua thun thì nhớ liên hệ số điện thoại trên góc màn hình nè. Để mà liên hệ với Sầu Ca để mà mua thun nha anh em. Đợt này đi về miền Tây giao lưu quá trời đã rồi. Rồi tạm biệt anh em, nhớ đăng ký kênh.